Để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do pin điện thoại Samsung Galaxy Note 7 gây ra, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra chỉ thị về việc dừng cung cấp dịch vụ sạc pin điện thoại trên tàu bay. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không yêu cầu hành khách không được để điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi. Các hãng hàng không tạm dừng việc cung cấp dịch vụ sạc pin đối với điện thoại Samsung Galaxy Note 7 cho hành khách trên chuyến bay. Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam những việc liên quan đến sự việc trên trước ngày 23 tháng 9 tới. Chỉ thị trên sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của Cục Hàng không Việt Nam. Trước đó, thì Mỹ, Úc và Singapore cũng khuyến cáo các hãng bay của mình không để điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi khi đi máy bay. Trong khi đó, ngày hôm nay, hãng Samsung cũng đã khuyến cáo người dân Hàn Quốc dừng sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7. Đề nghị khách hàng trả lại điện thoại Note 7 cho hãng và đổi lại hãng sẽ cho mượn một chiếc điện thoại khác để sử dụng tạm.